Anh em à, chúng ta đã quay trở lại. Bây giờ mình đã thêm được, cũng phải gọi là hầu hết tất cả những cái nhân vật chính mà chúng ta có thể biết được ở trong series Thỏ Bảy Màu ở trên YouTube. Như anh em thấy ở đây, chúng ta có Thỏ Bảy Màu, ông Năm, chị Xô, anh Quăng, cá anh và cá em. Mình quên mất tên hai con này rồi, mình cũng không biết liệu chúng nó có tên hay không nữa. Ok, đây là con Thỏ Bảy Màu. Chơi ma túy chưa? À rồi 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 rồi, được rồi, rồi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Mình mong vậy nó sẽ bớt nói lại. Ok, tiếp theo là ông Năm. Rồi tiếp theo sẽ là chị Xô sẽ đứng bên này. Đây là chị Xô. Mình không biết là tỷ lệ có đúng không. Tuy vậy thì nói chung là nhìn vậy cũng được, tuy là nhìn hơi lùn một tí xíu. Tiếp theo sẽ là anh Quang. Nhìn kiểu này thì nếu mà anh Quang thì yêu chị Xô thì có bị đi tù không ta? Có lẽ mình phải kiểu cho chị Xô cao hơn một tí xíu đúng không anh em? Kiểu cho chị Xô cao tầm tầm chừng này nè. À đúng rồi, rồi thôi cao tầm chừng này. Chứ cái này thì nhìn chị giống học sinh tiểu học quá. Anh Quang cẩn thận nha. Hả? 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 Em có gia đình làm công an đó. Hả? Tiếp theo đây là cá anh em ạ. À, anh em thấy cái đuôi của nó không? Tôi làm thực tế thì có chị Xô và cá anh này, nói chung là cá anh và cá em là xài chung gần chung như là chung một model, làm rất là tốn thời gian anh em ạ. À, nó có quá nhiều khối ở trên cái gọi là cái model, cái hình dáng của nó, và mình mong rằng nhìn kiểu này nhìn nó cũng khá là sát với lại giống ở trong cái phim ở trên YouTube. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cá em vô đây. Cá em thì theo mình thấy thì ở trên YouTube á, trong cái phim á thì cá anh cá em chỉ khác nhau mỗi cái quần. Thì thêm nữa là cá anh thì có cái râu, còn cá em thì không có râu. Cái texture cá em nó bị cái gì vậy? Oh no. Oh no. chúng ta bỏ qua cái đó chứ mình sẽ sửa lại sau. Về mình có vẽ thêm mấy cái múi cho nó hả? Hả? Các em nhìn nó hơi kỳ 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 ha. Còn các anh thì nhìn cũng gọi là cũng khá rõ múi ha. Chứ vậy thì trong hình như trong phim không có cái đó anh em. Rồi thì ở trong video này mình sẽ muốn kêu gọi các bạn, cả bốn nhân vật ở sau mình nè, là gồm cả anh, cả em, anh Quang và chị Xô, không hề có bất kỳ một cái âm thanh nào hết. Mình thực tế cũng không có biết được rằng âm thanh đặc trưng mà anh em muốn mình cho vào bản mod này là gì. Thì anh em có thể để lại dưới phần bình luận rằng là chị Xô thì anh em muốn chị ấy nói câu gì ở trong phim, anh Quang thì anh em muốn nói câu gì, và cả hai con cá nữa muốn nó nói câu gì. Với các bạn thì ngắn ngắn một tí thôi nha, kiểu khoảng tầm dưới 3 giây thôi. Tốt. Dưới 3 giây càng tốt nha, đừng nói dài quá. Thực tế bây giờ mình vẫn chưa biết cách kiểu làm sao để cho nó nói những cái câu ngẫu nhiên, nhưng mà hiện tại thì anh em sẽ thấy hai nhân vật này thì nó sẽ nói một cái câu gọi là lặp đi lặp lại liên tục vào một câu đó rất là ngắn. Đó, hiện tại thì mình mới chỉ làm được vậy thôi. Thì mình tính là cho anh Quang, nếu mà nói được câu dài cho anh Quang, nói là tao chỉ có yêu mỗi mình chị mày thôi hay gì đó, nghe nó sẽ ngầu ngầu. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có cái dép lào này. À, mình có cập nhật cái dép lào này thêm một tí xíu. Nếu chúng ta có bàn crafting thì anh em có thể chế tạo cái dép lào. Chúng ta sẽ cần yellow len vàng và sợi dây xích. Đó, thì chế tạo rất đơn giản thôi. Đấy, 6 cái len vàng và 2 sợi dây xích, chúng ta sẽ chế tạo được cái dép lào. Và khi mà chế tạo dép lào thì chúng ta sẽ hoàn thành được thành tựu là sát thương vô hạn, chế tạo được dép lào của ông Năm. Thực tế thì hình như ông Năm cũng không mang dép lào phải, mình cũng không biết nữa. Mà cái này cũng đâu phải dép lào, cái này dép tổ ong mà. Ngáo, rối loạn ngôn ngữ. Chơi ma túy chưa? Chúng ta phải đổi lại. Tổ ong. Chúng ta bằng cách nào đó phải sửa lại này. Thì đôi dép tổ ong này chúng ta sẽ có là 10 sát thương lận. Đến 10 sát thương lận chúng ta có thể cầm dép tổ ong này để ta chọi ông Năm à. Và được đánh lan nữa, rất là ngầu ha. Mình cũng không biết là hình như là, để tôi coi coi, đôi dép tổ ong này có cái có bao nhiêu độ bền đây. 100 độ bền. Yeah, rất hoàn toàn sát với thực tế, 100 độ bền từ đôi dép tổ ong chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ông Năm này chạy ra đằng đây một tí xíu. Ông Năm giờ đây sẽ không còn gọi là đánh thường chúng ta nữa. Ông Năm sẽ chọi. Ui giờ đâu nha, ui giờ đâu 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 à, giỡn 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 giỡn, để mình game ru rồi, game ru đã, lấy cái Enchanted Apple. Đợi tí nha, để ông Năm đợi con cắn táo cái, ok. Thì ông Năm có một cái animation chọi chọi đôi dép tổ ong của ổng. Thì có lẽ mình phải tăng tốc cái animation đó lên một tí xíu. Đó, với các bạn thì ổng sẽ chọi đôi tông lào áo lộn, đôi dép tổ ong của ổng vào người mình. Đấy, đó, tạo một cái sát thương cũng khá là lớn ha. Nhưng mà nếu là đứng gần thì ổng sẽ đánh thường mình á.
không đứng gần ông, ui vậy 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 đứng gần thì ông đánh thường mình, nói chung là độ chính xác thì cũng không có về. Oh my god, một đôi dép 4 máu. Ông năm hơi quá đáng rồi nha. Một đôi dép 4 máu là hơi quá đáng. Ok, ủa cái anh ăn đôi dép chết luôn rồi. Chị sao ăn đôi dép chết luôn. từ từ thì bây giờ chúng ta hãy lấy hết cái đống trứng mà triệu hồi tất cả mọi người ra, thì về cơ bản thì khá chắc là ông năm sẽ xử hết cái đống này. Tuy vậy thì còn 5 anh em siêu nhân thì rồi đúng không, chúng ta sẽ cho thỏ 7 màu ra trước, xong tới chị Xô, xong tới ông năm, xong tới ấy à, cái anh ra trước rồi thì mấy con cá tất nhiên là sẽ đánh nhân vật khác ha. Đây cho anh Quang vô. Nhưng mà chị Xô cũng đâu có vừa. Ui, với một đứa con gái có hơn 150 máu ở trong Minecraft thì tất nhiên điều đó là chuyện bình thường. Mấy con cá này mình để máu nó hơi thấp một tí xíu. Mình có lẽ sẽ chỉnh lại sau nhưng mà yeah, đánh nhau đi. Nhưng mà sao nó không đánh ông năm nhỉ? Đánh ông năm đi. Ô quầy quách, sao nó không đánh ông năm nhỉ? Chúng nó nhùng. À, ai cũng là cháu của ông hả? Mày đi, mày đi cá anh. Mày đi. Ok. Yeah. Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Nếu mà nhìn kỹ thì anh em có thể để ý thấy là những cái phần tóc của chị Xô là trong những thứ mà mình nghĩ là phức tạp nhất, kiểu tóc của con gái mà anh em mình thực tế mình cũng không biết làm sao cho nó giống ở trong phim nữa. Yeah. Có vẻ như chị Xô hơi lùng thiệt. Phải cho dễ cao lên một tí mới được. Và tóc của dễ sẽ có cái animation lúc dễ đứng yên thì sẽ kiểu gió thổi nè, đung đưa nè. À, đung đưa mấy trẻ có đi vòng đi. Đó, mình có hoạt ảnh đi. Tất cả những nhân vật trong đây đều có hoạt ảnh đi rồi nha. Kể cả anh Quang cũng có hoạt ảnh đi. Tuy vậy thì anh Quang thực tế thì đúng là nhìn không khác gì mấy thằng ấm dâu khi mà yêu chị Xô mà yeah. Đó, bây giờ nhìn mặt anh Quang kìa. Ừ. Mình cũng đã rất là cố gắng làm cái model như thế này. Thì mình có biết rằng là anh em thực sự là rất là muốn mình làm gọi là chế độ khác hả? Cái face khác của ông Năm. Kiểu nếu mà anh em đánh nửa cây máu ông Năm thì ông Năm sẽ chuyển hóa thành dạng khác. Thì mình cũng đang tìm hiểu cái đó. Mình cũng đang tìm hiểu là biến ông Năm trở thành con boss. Có vẻ nếu mà chúng ta đi ngược lại hết những thứ ở trong phiên bản hoạt hình chính thức của nó thì có lẽ sẽ mọi thứ sẽ vui hơn khi mà mấy con cá là chính là mấy đứa bị đàn áp. Ừ. Anh em có thể để lại thêm những thứ mà anh em muốn mình thêm vào dưới này. Anh em để muốn mình cho thêm vật phẩm vào thì nó sẽ dễ hơn á anh em, thực sự là như vậy. Tại vì làm vật phẩm thì chúng ta sẽ không cần cầu kỳ những cái animation, những cái hoạt ảnh linh tinh. Nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Thôi các bạn, thì đây là tất cả những cái nhân vật mà chủ chốt ở trong cái series đó. Thì mình nghĩ như vậy cũng gọi là khá đủ rồi ha. Ừ. Có thể là chúng ta sẽ cho thêm sòng bài vô nữa chẳng hạn. Và đó là tất cả gì mà mình có thể làm được. Trời ơi, mình rớt đúng nhanh luôn. Mấy cái này mình làm trong 2 ngày ạ, đùa giỡn. Ok, thì chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Và đừng quên để lại với phần bình luận nha. Và đối với những anh em nào chưa đăng ký thì mình mong rằng anh em hãy đăng ký và để lại với phần bình luận luôn nha. Cũng không có gì yêu cầu anh em có gì quá xa xỉ đâu. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.